Thì nơi dùng mai đẹp nhỉ. Đây, trong sáu này như kiểu đây cái chi mai. Đấy, con ấy hay nhỉ. Được. Còn cổ tay nó cũng tay canh đưa tiền. Đấy, bệ biết có. Cái này nó bền lâu, hơn chục năm. Rất ngắn. Cái gốc đẹp nhỉ. Không rất đẹp. Đẹp, trực. Bệ biết được. Hàng giá rẻ đây. Giá rẻ đây. Má này chơi chơi thích lắm. Đang kia ở cửa răm cành dày. Đây neo này này cây sung này em. Sung thì đẹp. Sung này triệu. Sung nó dài đây. Sung ta nước. Trong được cái sung này nó. Đấy. Rồi. Vẫn lại mình vào ngày đó. Sang đây để xem nó. Xem cái mà ông cầm hai cái vối gì ghê. Rồi. Vối. Vối đôi vối. Hai vối. Vối. Vối công nghiệp làm giống nhau lắm các bạn. Đây một đôi giống nhau. Đấy, cái sung ấy mà không lấy thì cũng lấy đấy. Đẹp. Chúc mừng bác kia. Dạ, chúc mừng người bán với người mua. Bán thì tất nhiên người ta thấy được giá, người bán lấy thì lấy nhiều thôi. Đi gặp được mấy ông ấy bán những cốt rẻ rẻ mua thích lắm mà ít khi có cốt đẹp. Dài một ngày là giá khác rồi, giá là khác rồi, tí giờ là xanh xanh không thể nào mà mua được. Nhìn từ cốt xi nó xanh. Giấy trực gạo này, trực gạo còn gian nan lắm. Thank you.
Vâng. Khu vực này toàn hàng hot. Chú ăn con nào? À, chắc con to rồi. Vâng, con to rồi. Đây, to. Đưa chiêu. To quá. Loại bao này xuống thịt đợt. Phải mang con cả một ra một chỗ một đốt. Kia đi ăn con nữa. Ăn con nữa. Đúng tiền đâu mà ăn thì xem thôi. Đóng về. Ăn uống đi không? Đi vào hốc đi. Vào đây hốc đi xong rồi. Bây giờ là đẹp. Đẹp quá. Cây tổng view trước bà chị bán đã thấy ở trong vườn nhà ông Lập. Kênh Châu, Trân Châu đây. Trân Châu, Kênh Châu. Xin phép không hỏi, hỏi giá để mình trực tiếp lại. Chuyện gom giải hoang dã.